anh chị Diễn Hòa xin phép chính thức được bắt đầu. Vỗ tay thật lớn thật cao này quý anh chị ơi. Gia đình của ta cười thật tươi, nhạc lớn thế nào anh ơi.
mẹ. We'll be right back.
toàn thể quý vị, chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, cùng nhau bất chấp thời gian của mình để trở về đây để tham dự chương trình lễ mừng Tần Gia Đa Cát gia đình anh chị chúng ta trong buổi trưa ngày nay rồi. Và ngay giây phút này đây sẽ không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm nữa. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau hướng ánh mắt của mình lên phía sân khấu và cùng nhau nổ ra một tràng vỗ tay thật lớn để cùng nhau chào đón vợ chồng anh chị Diễn Hòa sẽ cùng nhau di chuyển lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, và như vậy là tiếng nhạc rất là hay kèm theo những tràng vỗ tay của quý vị đã đưa vợ chồng anh chị Diễn Hòa đến với sân khấu Tân Giang ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và trong giờ phút trọng đại này, vợ chồng anh chị Diễn Hòa đã có mặt trên sân khấu rồi. Và thay cho lời cảm ơn chân thành, chắc chắn rồi, lời chào cao hơn mâm cỗ. Thay cho lời cảm ơn, anh chị sẽ cúi đầu thật sâu để kính chào tất cả thì quý vị thế nào, xin mời những tràng vỗ tay của quý vị đó ạ. Và tiếp nối chương trình sau đây sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu về phía bên nội cũng như là bên ngoài ạ. Trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình anh chị Hỏa Lưu và gia đình anh chị Hương Nhân đến từ Phổng Lập sẽ di chuyển lên sân khấu Tân Gia để cùng làm lễ ra mắt với anh chị Diễn Hỏa. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời các bác, chúng ta sẽ có nhau di chuyển với lên sân khấu của đài gia đình anh chị chúng ta trong buổi trưa hôm nay để cùng nhau diễn biến tất cả thì quý vị quan khách quý chúng ta xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý thân mến, và như vậy là những nhân vật quan trọng, những nhân vật hạnh phúc nhất của chúng ta trong ngày hôm nay đã cùng nhau sẵn sàng di chuyển bước lên sân khấu để cùng diễn kiến toàn thể quý vị quan khách quý chúng ta rồi. Và thật đúng là nhà nước cầm pháo thì mất hay, nước ta lại có những chàng pháo tay nhiệt tình, vừa vui vừa khỏe, lành vừa xinh. Vậy thì cái đều tay ta vỗ chắc chắn sẽ lung linh khắp cả hội trường toàn thể quý vị ơi. Và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nổ ra một chàng vỗ tay lớn cho đại gia đình anh chị chúng ta được không nào, cả nhà mình ơi. Sau đại gian sách lại phi đồng chủ phủ lại quân. Kính thưa quý vị thân mến, trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta có những niềm vui như là ngày sinh nhật, ngày lễ, ngày Tết thì diễn ra hàng tháng, hàng năm. Còn đối với ngôi nhà thì chỉ có một lần duy nhất thôi quý vị ạ. Ngôi nhà là để che nắng, che mưa, che chở cả một mái ấm gia đình. Và sau những năm tháng phấn đấu không biết mệt mỏi, không ngừng nghỉ và trong đó có cả mồ hôi và nước mắt thì gia đình anh chị đã có được cho mình một ngôi nhà khang trang, sạch đẹp. Và cũng có rất nhiều người mơ ước có được cho mình một ngôi nhà như vậy. Và niềm vui, niềm hạnh phúc đó lại được nhân lên rất nhiều khi được hiện diện đông đủ của toàn thể quý quan khách thân thương, bạn bè gần xa đã trở về đây cùng chung vui và chúc mừng ạ. Một lần nữa thay lời cho gia đình xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị anh chị đã cùng trở về đây và chung vui. Dạ vâng, kính thưa toàn thể thân mến, đúng là ngày hôm nay đây là một ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 12 tháng 4 năm 2023 đúng không ạ? Trước sự chứng kiến toàn thể quý vị quan khách quý vị chúng ta trong buổi trưa hôm nay, tuần mình ơi, chúng ta cũng sẽ không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm nữa. Ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố lễ mừng Tân Gia Đại Cát gia đình anh chị Diễn Hòa xin phép chính thức được bắt đầu. Vỗ tay thật lớn, thật cao này quý vị anh chị ơi. Gia đình người ta cười thật tươi lên nhạc. Chúng ta sẽ cùng nhau nở những nụ cười thật tươi nhất để cùng nhau chào đón tất cả thể quý vị chúng ta đi nào. Chúng ta số mải số em số bò số mày chụp bổ lại côn các bà sang ơi ai đừng hơn qua cả những tay cáo lại mây số mải số em bò mẹ pin ông tốt sóng bản sáng na sóng nguyên sáng xá không cả thấy lúc nở sửa lý bác sửa bảng báo trà với na bao bà bác tủ bác tôm bác ỉm bác muôn ma cho mưa hơn hơn mở hơn quảng làng sùng nặng thưa hơn các bà nào chú hơn cái trò mi khổng ai bồng lì bát chăn và lông vòng xú hoa chảo lông vùng tà hoa bò mẹ pin ông bản cuống trong men nước pin các ba cái nhẫn tài hoàn cảnh khó khăn nào hơn kính trong dữ liệu thời số mải số mấy mươi đây cỏ mi chén lẩu khẩu hòm mi cam phát lồng nó số mải xin bò mẹ pin ông mặt nàng hỉ lâu kìm cầu kìm lầu ỉn muôn khắp xe tham mưa thăng cam chắc phải hơn chứ lại báo bò mẹ pin ông ơi chứ lại báo pin ông ơi tao lại dọn bò mẹ chiếc quả bè chiếc pin ông hoa sương mình đi là một nguồn không chú hơn thì ai không biết mà làng tràn cơ bà mở pin ông ơi tên lại pin ông chủ phủ lại con và cờ quất việt mang cả mắt tùng mắt tôm hơn mà làng sùng và mở cái này cha bà của chú bà hở của mấy ai bày
tàu mập khẩu bày tủ tách lại pin đào chủ phủ lại con tay cái chim lưới lại xưa pin đào ơi cái này là bạn tổ chức gọi lại tàng nà hở chu gan đi ai lại bi chén lầu khẩu tráng lò xò lại chung tách lại pin đào chủ phủ lại con xin mời kính thưa toàn thể quý vị thân mến và ngày nay đây toàn thể quý vị chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi cùng nhau bất chút thời gian của mình để trở về đây để cùng nhau chúc mừng ngôi nhà mới cho gia đình anh chị chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Và ngay giây phút này đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau rót rượu vào chén của mình và cùng nhau nâng những chén rượu của mình lên để cùng nhau uống cạn chén rượu này để cùng nhau chúc mừng phúc cho gia đình anh chị chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay nha quý vị nhà. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Và đến giờ phút này thì Tuấn Minh cũng như là cả Lanh sẽ được mang phép thay mặt cho đông đảo toàn thể quý vị quan khách ở đây sẽ được kính chúc cho anh chị chuyển tới ngôi nhà mới tài lộc dồi dào, vinh hoa phú quý, tiên trường thọ, tài lộc an khang, tuế cát tường, ăn nên làm ra, tiền vào là như nước sông Đà và tiền ra là nhỏ giọt như cà phê phin nha anh chị nhá. Hôm năm nay là mừng nhà mới và sang năm là mừng ô tô sang nha anh chị nhá. Và một lần nữa thay lời cho gia chủ xin được kính chúc tất cả thể quý vị quan khách chúng ta sẽ tấn tài tấn lộc, tiền vào là sộc sộc mà tiền ra thì là từ từ, sức khỏe là có dư, công danh là tấn tới, hạnh phúc là thăng hoa. Và ngay sau đây trân trọng kính mời quý vị anh chị tiếp tục nâng ly của mình lên được không ạ? Và trân trọng kính mời ông bà chúng ta cũng sẽ cố gắng di chuyển lên cầu cùng với những bước đi rất là tập tánh của ông ạ. Và toàn thể quý vị anh chị chúng ta cùng tiếp tục nổi những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng cho đại gia đình của chúng ta ngay trên sân khấu lúc này đây nào quý vị ơi. Dạ vâng, ngày giây phút này xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cô chú anh chị các bạn trẻ của chúng ta đã cùng nhau sẵn sàng cho cuộc rô của chúng ta nào quý vị ơi. Toàn thể quý vị chúng ta đã sẵn sàng chưa? Tí nào ơi, một hai ba rô, hai ba rô, hai ba uống, hai ba ca, hai ba chúc mừng tân gia đại cát. Vâng, xin mời thảo an bên đây phía đầu nữa, hát rất là bè khỏe diễn được quá nữa phía đầu ơi, và chớ lực hát rất là bè khỏe rất là quá ta có biết dòng mong muốn từ xưa là số mấy số mai nọ. Xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta rất là nhiều đã trở về đây để cùng nhau tạo ra một bầu không khí tuyệt vời nhất để cùng nhau chúc mừng cho ngôi nhà mới của đài gia đình anh chị Xiên Hòa chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đúng không ạ? Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục ngồi thư thái thoải mái dùng cơm uống rượu và một giây lát được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên sân khấu để cùng đăng ký với ban tổ chức tôi nha quý vị nha.